người nói dối sẽ phải ngậm 1.000 cây kim. Người đàn ông này vì làm chứng giả trên tòa mà đã bị hung thủ sát hại một cách tàn nhẫn. Hiện trường chỉ để lại một tờ giấy có viết ngậm 1.000 cây kim. Càng đáng sợ hơn là vụ án này đã không phải là vụ án đầu tiên. Không lâu trước, một cô gái vì bỏ rơi chú chó của mình mà đã bị thả vào chuồng chó dại và bị cắn chết. Cảnh sát đã tìm thấy trong miệng con chó mảnh giấy có viết làm thức ăn cho chó. Còn có một người đàn ông cả ngày đều ở lì trong nhà, không chỉ có tính cách biến thái mà còn bất kính với mẹ mình. Kết quả anh ta đã bị hung thủ cắt thịt từ mặt bằng với số cân lúc mới sinh của mình. Hiện trường chỉ để lại một mảnh giấy có viết cảm nhận nỗi đau khổ của mẹ đi. Hisashi, người có kinh nghiệm phá án nhiều năm, lại cho rằng vụ án này không hề đơn giản như vậy. Hung thủ hao tâm tổn sức giết người như vậy chắc chắn là còn có lý do thâm sâu khác. Quả nhiên, sau khi dốc sức điều tra, cảnh sát đã phát hiện giữa các nạn nhân có một điểm chung. Họ đều là thành viên bồi thẩm đoàn của một vụ án 3 năm về trước. Trong vụ án này, một bé gái đã bị sát hại rồi chôn xác và làm thành tiêu bản. Hung thủ bị kết án tử hình, nhưng hắn lại tự sát vào ngày tuyên án. Cảnh sát đoán là hung thủ đang muốn báo thù thành viên của bồi thẩm đoàn. Hisashi nhất thời hoảng hốt, bởi vì vợ của anh cũng là một trong số thành viên của bồi thẩm đoàn. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho vợ, nhưng đã gọi nhiều lần mà vẫn không gọi được. Hơn nữa còn không biết là vợ mình đang ở đâu. Thì ra vì anh bận rộn công việc, không quan tâm đến người nhà. Thế nên vợ anh vô cùng chán nản. Nửa tháng trước cô đã dẫn theo con trai rời khỏi nhà. Hisashi nghĩ đến vợ mình có lẽ đang ở nhà bạn thân. Nhưng khi anh đến nhà cô bạn thân, người mở cửa lại là một người đàn ông. Anh ta nói mình là bạn trai của cô bạn thân. Cảnh sát không thể tùy tiện đột nhập, chỉ có thể tìm đến cô bạn thân hỏi tình hình. Lúc này Hisashi cũng đã tìm được cô bạn thân. Sau khi ba người gặp mặt, anh giải thích với cô về tính nghiêm trọng của sự việc. Cô bạn thân nhất thời hoảng loạn, vội vàng thú thật. Vợ của Hisashi và con trai đang ở nhà cô. Sau khi nghe xong, cảnh sát liền oán trách nói với cô rằng bạn trai cô không chịu phối hợp điều tra. Cô bạn thân liền sững người, run rẩy nói, tôi không có bạn trai. Hisashi liền cảm thấy lạnh người, cùng đồng nghiệp vội vàng lao thẳng trở về nhà cô bạn thân. Trên con đường dưới nhà cô bạn thân, một người đàn ông mặc áo mưa lướt ngang qua anh. Trực giác phá án nhiều năm nói cho Hisashi biết, người này chắc chắn có vấn đề. Anh đã bảo đồng nghiệp lên nhà tìm người, còn mình thì lái xe đuổi theo người đàn ông kia. Cảnh sát xông vào nhà và phát hiện trong phòng không có một ai, mà chỉ có một mảnh giấy có ghi là hình phạt cho việc tham gia vào vụ án. Cùng lúc đó, những thành viên bồi thẩm đoàn khác cũng lần lượt bị hại. Và cũng có cùng một mảnh giấy được đặt gần thi thể. Đến nay chỉ còn lại một người là vợ của Hisashi. Cô chính là mục tiêu cuối cùng của tên hung thủ. Hisashi vẫn đang bám theo tên hung thủ. Anh buộc phải cứu vợ mình ra, nhưng nửa đường anh lại xảy ra tai nạn. Tên hung thủ không những không nhân cơ hội chạy thoát, mà còn nhảy lên chiếc xe tải đâm mạnh vào xe của Hisashi. Chiếc xe tải như phát điên, liên tục đâm vào xe của anh. Lúc anh sắp bị ép chết, anh cuối cùng đã bò được ra ngoài. Tên hung thủ bước xuống xe, Hisashi liều mạng muốn bắt hắn lại để cứu người nhà. Kết quả anh lại bị hắn đạp ngất. Trong lúc hôn mê, Hisashi đã nhớ lại, 3 năm nay anh luôn dửng dưng với người nhà. Trong lòng anh vô cùng hối hận. Anh đã hạ quyết tâm nhất định phải tìm được tên hung thủ, bảo vệ vợ con của mình. Nhưng vì người nhà của anh là con tin nên sở cảnh sát không cho phép anh tham gia vào vụ án này. Hisashi chỉ đành nhờ đồng nghiệp mới tới đưa tư liệu của vụ án cho anh xem. Ngay lúc hai người đang phân tích vụ án, tên hung thủ đã chủ động hiện thân. Hắn đội cái mặt lạ con ếch xanh quỷ dị, cố tình đến dẫn dụ Hisashi. Anh vội vàng đuổi theo hắn ta, nhưng ngay lúc chạy qua đường, anh đã bị xe cán. Hisashi thúc giục đồng nghiệp mới không cần quan tâm anh, mau đuổi theo tên hung thủ. Anh đồng nghiệp lập tức đuổi theo tên hung thủ. Đợi đến khi Hisashi tỉnh lại đã không thấy bóng dáng của đồng nghiệp và tên hung thủ đâu nữa. Đột nhiên, anh nhận được điện thoại của anh đồng nghiệp. Bên đầu bên kia là giọng nói của tên hung thủ. Hắn ta nói ra một cái địa chỉ rồi ngắt máy. Hisashi lần theo địa chỉ đó đến được một đỉnh tòa nhà. Anh đồng nghiệp bị tên hung thủ dùng dây chói kéo trên lan can tầng thượng. Chỉ cần hắn buông tay thì anh đồng nghiệp sẽ lập tức ngã xuống. Tên hung thủ một tay kéo sợi dây chói, một tay cầm súng chĩa thẳng về phía Hisashi. Cuối cùng hắn đã nói ra chân tướng của việc giết người. Thì ra hắn mới chính là tên hung thủ 3 năm trước đã giết hại bé gái kia. Hắn coi việc giết người là làm nghệ thuật, mà tòa án và bồi thẩm đoàn lại lấy kiệt tác của hắn ta để kết tội oan cho người khác. Cho nên hắn ta mới nhắm đến thành viên của bồi thẩm đoàn, coi họ là tác phẩm của mình. Hisashi không dám chửi mắng tên biến thái này, chỉ có thể trấn an hắn trước để cứu anh đồng nghiệp. Nhưng ngay lúc này, ánh mặt trời chiếu vào gương mặt của hắn. Hắn nhất thời trở nên kỳ quái. Tiếp đó, hắn lập tức buông tay, đầu cũng không ngoảnh lại rời khỏi đó. Hisashi căn bản không kịp cứu đồng nghiệp, anh đồng nghiệp đã về với Chúa. Hisashi liền phẫn nộ, anh nhất định phải tự tay bắt được tên hung thủ đó. Nhớ lại biểu hiện kỳ lạ lúc ở trên sân thượng của tên hung thủ, Hisashi liền nghĩ đến một chứng bệnh là dị ứng tia cực tím. Tên hung thủ chuyên chọn ngày mưa để gây án, rất có khả năng là vì muốn né tránh ánh mặt trời. Sau khi tìm được manh mối, Hisashi đã chạy khắp các bệnh viện điều tra những bệnh nhân dị ứng tia cực tím. Cuối cùng anh đã tìm được một bác sĩ chuyên chữa trị bệnh dị ứng tia cực tím. Sau khi lấy được thông tin, anh đã tìm được danh tính và địa chỉ của tên hung thủ. Tên ác ma giết người này đang ở nơi đây đắm chìm trong những tác phẩm của mình. Hisashi bước vào nhà hắn, quả nhiên anh đã nhìn thấy mặt nạ ếch xanh kia.
Anh cẩn thận bước từng bước tiến vào trong. Mở cửa một căn phòng, anh nhìn thấy bên trong dán đầy ghi chép phạm tội của tên hung thủ. Đột nhiên, tên hung thủ xuất hiện từ phía sau đấm một cú vào mặt Hisashi. Đối mặt với tên điên này, Hisashi rất nhanh đã rơi vào thế yếu, bị hắn một gậy đập ngất. Hisashi tỉnh lại trong căn phòng tối. Thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là bức tượng của vợ con. Anh mở chiếc hộp giấy trong tay bức tượng con trai ra xem. Bên trong ngoài những mảnh ghép hỗn loạn ra, còn có một chiếc máy ghi âm. Trong máy ghi âm là đoạn đối thoại của anh đồng nghiệp bị giết và tên hung thủ. Và anh cũng giống như ghép hình, liên kết các manh mối lại với nhau. Bản phác thảo của vụ án sẽ dần được lộ diện. Hisashi biết mình đã hoàn toàn bị hắn ta đùa giỡn. Anh giống như một con dã thú bị nhốt, điên cuồng gào thét trong căn phòng tối. Lúc này tên hung thủ lại đang tán thưởng anh. Bộ dạng suy sụp này của anh rất tuyệt. Nhưng dù gì Hisashi cũng là một cảnh sát lão làng. Ngay sau đó anh đã bình tĩnh trở lại. Cho dù mục đích của tên hung thủ là gì đi nữa, muốn thoát ra ngoài thì chỉ có thể chơi cùng với hắn. Hisashi bắt đầu chuyên tâm ghép các mảnh ghép. Chỉ có nhanh chóng thoát ra ngoài, vợ con anh mới có đường sống. Giống như là nuôi dưỡng thú cưng, tên hung thủ mỗi bữa đều đúng giờ ném thức ăn vào phòng cho anh. Sau hàng chục giờ ghép các mảnh ghép lại với nhau, Hisashi cuối cùng đã tìm được mật mã trên cửa. Nhưng khi nhìn thấy bức ghép mẹ con này, lại nhìn chiếc bánh hamburger trên mặt đất, anh không dám nghĩ tỉ mỉ. Hiện giờ chỉ có một con đường, đó chính là bắt tên hung thủ. Anh cẩn thận mở cánh cửa sắt, đến được căn phòng bên cạnh. Tên hung thủ vẫn không xuất hiện, một cái tủ lớn đã hấp dẫn sự chú ý của anh. Trên cánh tủ có dán ảnh của vợ con anh. Một dự cảm chẳng lành hiện lên trong đầu anh, Hisashi run rẩy bước qua đó. Mở cửa tủ ra, bên trong có bày hai cái đầu người. Lúc này tâm trạng của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thấy phản ứng này của Hisashi trong camera giám sát, tên hung thủ vô cùng hài lòng về sự chuẩn bị tỉ mỉ của mình. Hắn xuất hiện trước cửa phòng, tiếp tục đả kích Hisashi. Hiện giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đó là giết chết tên ác ma này. Anh cầm theo súng, đi vòng trong căn nhà giống hệt một mê cung này. Lúc này, người đóng giả tên hung thủ đã xuất hiện. Tên hung thủ đã nói với cô một câu, chấp hành tử hình đi. Hisashi hai mắt đỏ ngầu xuất hiện trước ngã rẽ. Nhìn thấy tên hung thủ đứng yên bất động, ngay lúc anh chuẩn bị bóp cò thì lại phát hiện dáng người của tên hung thủ này đã thay đổi. Đột nhiên sau lớp mặt nạ truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Anh kích động chạy qua đó tháo lớp mặt nạ ra, quả nhiên người đó là vợ anh. Hisashi vội vàng ôm chặt lấy vợ. Lúc này, tên hung thủ đang kẹp chặt con trai xuất hiện sau người anh. Mau giết vợ của anh đi. Đây là điều kiện để cứu con trai anh. Hisashi nhìn chằm chằm tên hung thủ, không nghĩ ra bất cứ cách nào khác. Vợ anh nhặt khẩu súng lên, cầu xin anh hãy giết mình. Tiếng khóc của vợ con và tiếng cười gian trá của tên ác ma hòa lẫn vào nhau. Hành lang nhỏ hẹp giống như là địa ngục kinh hoàng trên nhân gian. Hisashi đã đưa ra quyết định cuối cùng. Anh đã cùng lúc nổ súng với tên hung thủ. Nào ngờ tên hung thủ vẫn có thể đứng lên, hắn cầm lấy súng dí vào đầu vợ Hisashi. Lúc này, cảnh sát đã đuổi tới ngăn tên ác ma này lại. Tên hung thủ thấy không có cửa thắng, liều mạng xông ra khỏi nhà. Dưới ánh sáng mặt trời, khuôn mặt hắn đã biến thành dị dạng, không thể nhận ra. Chuỗi án mạng kinh hoàng này cuối cùng cũng kết thúc.